Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khổn, kẻ nào mắc nợ, và những người có lòng bị sầu khổ, cũng đều nhóm họp cùng người, và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Từ đó, David đi đến Mít-bê trong xứ Mô-áp, và người nói cùng vua Mô-áp rằng: Xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với vua, cho đến chừng tôi biết điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi. Vậy, David dẫn cha mẹ mình đến trước mặt vua Mô-áp, và hai người ở với vua ấy trọn lúc David ở trong đồn. Nhưng Gác, đấng tiên tri, nói cùng David rằng: Chớ ở trong đồn này, hãy đi đến xứ Giu-đa. Vậy David đi và đến trong rừng Hê-rết. Sa-lơ hay rằng người ta đã tìm được David và những kẻ theo người. Bây giờ, Sa-lơ ở tại Gi-bê-a, ngồi dưới cây liễu sủ tơ trên nơi cao, tay cầm cây giáo, còn các tôi tớ người chầu chực bên người. Sa-lơ nói cùng các tôi tớ chầu chực bên mình rằng: Hỡi dân Benjamin hãy nghe, có phải con trai Isai sẽ ban cho hết thảy các ngươi những ruộng và vườn nho chăng? Các ngươi trông cậy nó sẽ lập các ngươi làm trưởng ngàn người và trăm người ư? Vậy, cớ sao các ngươi hết thảy đồng mưu nghịch ta, và cớ sao chẳng cho ta hay rằng con trai ta đã kết giao ước cùng con trai Isai? Nhân sao chẳng ai thương xót ta, cho ta hay trước rằng con trai ta đã xui kẻ tôi tớ ta nghịch cùng ta, lập mưu hại ta như nó đã làm ngày nay? Bây giờ, Đô-e người Ê-đôm làm đầu những đầy tớ của Sa-lơ thưa rằng: Tôi có thấy con trai Y-sai đi đến Nóp vào nhà Ahimelec con trai Ahitub, người cầu vấn Đức Giê-hô-va cho hắn và có cấp cho hắn lương thực, cùng trao cho hắn cây gươm của Goliath người Philistin. Vua sai đòi Ahimelec con trai Ahitub là thầy tế lễ luôn cả nhà cha người, tức những thầy tế lễ ở tại Nóp. Chúng thảy đều đến cùng vua. Sa-lơ nói: Hỡi con trai Ahitub hãy nghe. Người thưa rằng: Chúa ơi, có tôi đây. Sa-lơ tiếp rằng: Cớ sao ngươi đồng mưu cùng con trai Y-sai mà nghịch cùng ta? Ngươi có cấp bánh cho nó và trao cho nó một cây gươm, cầu vấn Đức Chúa Trời cho nó, để nó giấy nghịch cùng ta, lập mưu kế hại ta như nó đã làm ngày nay. Ahimelec thưa cùng vua rằng: Vậy, trong vòng đầy tớ vua, ai là người trung tín như David, làm phò mã vua, dự hội mật nghị của vua và được tôn quý hơn hết trong nhà vua? Có phải ngày nay tôi mới khởi cầu vấn Đức Chúa Trời cho người sao? Tôi quyết không làm như vậy. Xin vua chớ ngờ một lời nào cho tôi tớ vua hoặc cho người nào trong nhà cha tôi, vì kẻ tôi tớ vua chẳng biết gì hoặc ít hay nhiều về điều đó. Vua đáp: Hỡi Ahimelec, thật ngươi và cả nhà cha ngươi đều sẽ chết. Vua bèn nói cùng các thị vệ đứng gần mình rằng: Hãy lại gần giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, vì chúng nó giúp đỡ David, biết nó trốn mà không cho ta hay. Nhưng các đầy tớ của vua không khứng tra tay trên mình những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, cũng chẳng chịu đánh họ nữa. Vua bèn nói cùng Đô-e rằng: Ngươi hãy lại gần đánh giết những thầy tế lễ. Đô-e người Ê-đôm lại gần đánh những thầy tế lễ, và trong ngày đó hắn giết 85 người mặc ê-phót bằng vải gai. Sa-lơ lại dùng gươm giết dân Nóp thành của thầy tế lễ, người nam và người nữ, con trẻ và con đương bú, bò lừa và chiên, thảy đều bị gươm giết. Xong, một trong các con trai của Ahimelec cháu của Ahitub tên là Abiatha thoát khỏi và trốn đến cùng David. Abitha thuật lại cho David rằng Sa-lơ đã giết những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. David đáp cùng Abitha rằng: Trong ngày ấy,
ta hiểu rõ Đô-e người Ê-đôm có mặt tại đó, chắc sẽ học lại cho Sao-lơ. Ấy tại cớ ta mà cả nhà của cha ngươi bị chết. Hãy ở cùng ta, chớ sợ chi. Kẻ nào tìm hại mạng sống ta cũng tìm hại mạng sống ngươi. Ngươi ở cùng ta thì sẽ được bảo toàn. Chương 23. Người ta đến nói cùng David rằng: Kìa, dân Philistin hãm đánh Ke-i-la và cướp lấy các sân đạp lúa. David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi có nên đi đánh người Philistin này chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng: Hãy đi đánh người Philistin và giải cứu Ke-i-la. Song những người theo David nói rằng: Chính tại đây trong xứ Giu-đa chúng ta sợ hãi thay, phương chi đi đến Ke-i-la mà đánh quân lính Philistin. David lại cầu vấn Đức Giê-hô-va nữa. Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: Hãy trỗi dậy đi xuống Ke-i-la, ta sẽ phó dân Philistin vào tay ngươi. Vậy David đi cùng những kẻ theo mình đến Ke-i-la đánh dân Philistin, làm cho chúng phải thua lớn. Ấy David giải cứu dân Ke-i-la là vậy. Và khi Abiathar con trai của Ahimelech đi trốn đến cùng David tại Ke-i-la thì có đem theo cái ephod. Người ta cho Sao-lơ hay rằng David đã vào trong Ke-i-la. Sao-lơ nói: Đức Chúa Trời phó nó vào tay ta, bởi vì nó đã đi giam mình trong thành có cửa có then. Vậy Sao-lơ chiêu hết thảy quân lính đặng đi xuống Ke-i-la, vây phủ David và những kẻ theo người. Nhưng David biết rằng Sao-lơ toan mưu hại mình, thì nói cùng thầy tế lễ Abiathar rằng: Hãy đem ephod đến. Đoạn người cầu rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, tôi tớ của Chúa có hay rằng Sao-lơ toan đi đến thành Ke-i-la đặng phá thành vì cớ tôi. Các quan trưởng Ke-i-la sẽ nộp tôi vào tay Sao-lơ chăng? Sao-lơ sẽ đi xuống y như lời tôi tớ Chúa đã nghe nói chăng? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, xin cho tôi tớ Chúa biết điều đó. Đức Giê-hô-va đáp: Sao-lơ sẽ đi xuống. David lại hỏi rằng: Các quan trưởng Ke-i-la sẽ nộp tôi và những kẻ theo tôi vào tay Sao-lơ chăng? Đức Giê-hô-va đáp: Chúng nó sẽ nộp các ngươi. Bây giờ David và những kẻ theo mình, ước chừng 600 người, đều đứng dậy đi ra khỏi Ke-i-la và rút ở nơi nào được thì ở. Sao-lơ hay rằng David đã thoát khỏi Ke-i-la thì bỏ không kéo binh đi. David ở trong đồng vắng, trên nơi cao hiểm hóc, tức là ở trên núi tại đồng vắng Síp. Sao-lơ tìm kiếm người không ngớt, nhưng Đức Chúa Trời chẳng phó người vào tay Sao-lơ. David thấy Sao-lơ đã kéo ra đặng hại mạng sống mình thì ở lại trong rừng của đồng vắng Síp. Bây giờ Jonathan con trai của Sao-lơ đứng dậy đi đến cùng David ở trong rừng, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà rằng: Chớ sợ chi, vì tay của Sao-lơ cha tôi sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Israel, còn tôi sẽ làm tể tướng anh. Sao-lơ cha tôi cũng biết rõ điều đó. Hai người cùng lập giao ước tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn David ở lại trong rừng, còn Jonathan trở về nhà mình. Dân Síp đi lên cùng Sao-lơ tại Gi-bê-a mà nói rằng: David ẩn giữa chúng tôi tại nơi đồn trong rừng trên gò A-ki-la ở về phía nam của đồng vắng. Vậy hỡi vua, hãy xuống y theo lòng sở ước của vua, chúng tôi chịu lo nộp hắn vào tay vua. Sao-lơ đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi có lòng thương xót ta. Hãy đi hỏi thăm cho chắc hơn nữa, đặng biết và xem xét chỗ hắn trú và ai đã thấy hắn ở đó, vì người ta có nói rằng hắn rất khôn quỷ. Vậy hãy xem xét và biết mọi nơi hắn ẩn, đoạn trở về nói lại cùng ta cho chắc, thì ta sẽ đi cùng các ngươi. Nếu hắn ở trong xứ thì ta sẽ tìm hắn trong hàng ngàn dân Giu-đa. Vậy chúng trỗi dậy đi về Síp trước Sao-lơ, còn David và những kẻ theo người ở nơi đồng vắng Ma-ôn tại Araba về phía nam Giê-si-môn. Sao-lơ và những kẻ theo người đi tìm David. David hay được điều đó, bèn xuống hòn đá và ở trong đồng vắng Ma-ôn. Sao-lơ hay được, bèn đuổi theo David trong đồng vắng Ma-ôn.
Saul đi sườn núi bên này, còn David và bọn theo người đi sườn núi bên kia. David vội vàng chạy trốn đặng thoát khỏi Saul. Nhưng lúc Saul và các đầy tớ vây phủ David và bọn theo người đặng hãm bắt, thì có một sứ giả đến cùng Saul mà nói rằng: "Hãy mau mau trở về, vì dân Philistine đã xâm phạm xứ ta." Vậy Saul thôi đuổi theo David đi đánh dân Philistine. Bởi cớ ấy, người ta gọi chỗ này là Hòn Đá Phân Rẽ. Chương 23. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: "Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: "Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy." Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng: "Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy." Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự nơi đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đấng ngự trên ngôi mà thề vậy. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả, tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáng. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình và nói rằng: "Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy." Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi. Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Vậy nên, này,
ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi. Từ máu Abel là người công bình, cho đến máu Sachari là con của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng: phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Thi Thiên 78. Hỡi dân sự ta, hãy lắng tai nghe luật pháp ta, hãy nghiêng tai qua nghe lời của miệng ta. Ta sẽ mở miệng ra nói thí dụ, bày ra những câu đố của đời xưa mà chúng ta đã nghe biết và tổ phụ chúng ta đã thuật lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ, bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dặn tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình, hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cháu sẽ sinh, được biết những điều đó, rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn của Ngài, để chúng nó chẳng như tổ phụ mình, là một dòng dõi cố chấp phản nghịch, chẳng dọn lòng cho chính đáng, có tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Con cháu Ephraim cầm binh khí và dương cung, có xây lưng lại trong ngày chiến trận. Chúng nó không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, cũng không chịu đi theo luật pháp Ngài, quên những việc làm của Ngài và các công tác lạ lùng mà Ngài đã tỏ cho chúng nó thấy tại trong xứ Ai Cập, nơi đồng bằng Soan. Ngài làm những phép lạ trước mặt tổ phụ chúng nó. Ngài rẽ biển ra, làm cho họ đi ngang qua, khiến nước dựng lên như một đống. Ngài dẫn dắt họ ban ngày bằng áng mây, trọn ban đêm bằng ánh sáng lửa. Ngài bữa hòn đá ra trong đồng vắng, ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra. Ngài cũng khiến suối từ hòn đá phun ra và làm cho nước chảy ra như sông. Dầu vậy, họ cứ phạm tội cùng Ngài, phản nghịch cùng đấng chí cao trong đồng vắng. Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình. Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao? Kìa, Ngài đã đập hòn đá, nước bèn phun ra, dòng chảy tràn. Ngài há cũng có thể băng bánh sao? Ngài há sẽ sắm sửa thịt cho dân Ngài ư? Vì vậy, Đức Giê-hô-va có nghe bèn nổi giận, có lửa cháy nghịch cùng Gia-cốp, sự giận nổi lên cùng Israel, bởi vì chúng nó không tin Đức Chúa Trời, cũng chẳng nhờ cậy sự cứu rỗi của Ngài. Dầu vậy, Ngài khiến các tầng mây trên cao và mở các cửa trời, cho mưa mana xuống trên họ đặng ăn và ban cho lúa mì từ trên trời. Người ta ăn bánh của kẻ mạnh dạn, Ngài gửi cho họ đồ ăn đầy đủ. Ngài khiến gió đông thổi trên trời, nhờ quyền năng mình Ngài dẫn gió nam. Ngài khiến mưa thịt trên chúng nó như bụi tro, và chim có cánh cũng nhiều như cát biển. Ngài làm các vật đó sa xuống giữa trại quân, khắp chung quanh nơi ở chúng nó. Như vậy, chúng nó ăn được no nê chán láng, Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó ước ao. Chúng nó chưa xây khỏi điều mình ước ao, vật thực hãy còn trong miệng chúng nó, bèn có cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên cùng chúng nó, giết những kẻ béo hơn hết, đánh hạ những người trai trẻ của Israel. Mặc dầu các sự ấy, chúng nó còn phạm tội, không tin các công việc lạ lùng của Ngài. Vì cớ ấy, Ngài làm cho các ngày chúng nó tan ra hư không, dùng sự kinh khiếp làm tiêu các năm chúng nó. Khi Ngài đánh giết chúng nó bèn cầu hỏi Ngài, trở lại tìm cầu Đức Chúa Trời cách sốt sắng. Chúng nó bèn nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là hòn đá của mình, Đức Chúa Trời chí cao là đấng cứu chuộc mình. Nhưng chúng nó lấy miệng vua nịnh Ngài,
dùng lưỡi mình nói dối với Ngài. Vì lòng chúng nó chẳng khăng khít cùng Ngài, chúng nó cũng không trung tín trong sự giao ước Ngài. Nhưng Ngài vì lòng thương xót, tha tội ác cho, chẳng hủy diệt chúng nó. Thật, nhiều khi Ngài xây cơn giận Ngài khỏi, chẳng nổi giận đến cực kỳ. Ngài nhớ lại chúng nó chẳng qua là xác thịt, một hơi thở qua rồi không trở lại. Biết mấy lần chúng nó phản nghịch cùng Ngài nơi đồng vắng và làm phiền Ngài trong chỗ vắng vẻ. Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc Đấng Thánh của Israel. Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài, hoặc Ngài Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp. Thế nào Ngài đặt các dấu lạ mình tại Ai Cập và những phép kỳ mình trong đồng Soan, đổi ra huyết các sông và các dòng nước chúng nó đến đổi không thể uống được. Ngài sai muỗi cắn nuốt họ và ít làm hại chúng nó, cũng phó huê lợi chúng nó cho châu chấu, nộp bông trái công lao họ cho cào cào. Ngài phá vườn nho chúng nó bằng mưa đá, hủy cây sung họ bằng tuyết giá, cũng phó trâu bò chúng nó cho mưa đá và nộp bầy chiên họ cho sấm sét. Ngài thả nghịch chúng nó cơn giận dữ Ngài, sự thịnh nộ, sự nóng nả và gian truân, tức là một lũ sứ tai họa. Ngài mở lối cho cơn giận Ngài, chẳng dung thứ linh hồn họ khỏi chết, bèn phó mạng sống chúng nó cho dịch hạch, cũng đánh giết mọi con đầu lòng trong Ai Cập, tức là cường tráng sinh đầu ở trong các trại cham. Đoạn, Ngài đem dân sự Ngài ra như con chiên, dẫn dắt họ trong đồng vắng như một bầy chiên. Ngài dẫn chúng nó bình an vô sự, chúng nó chẳng sợ chi, còn biển lấp lại những kẻ thù nghịch họ. Ngài đưa họ đến bờ cõi thánh Ngài, tức đến núi mà tay hữu Ngài đã được. Ngài cũng đuổi các dân khỏi trước mặt chúng nó, bắt thăm và chia xứ làm sản nghiệp cho họ, khiến các chi phái Israel ở trong trại của các dân ấy. Dầu vậy, chúng nó thử và phản nghịch Đức Chúa Trời chí cao, không giữ các chứng cớ của Ngài, nhưng trở lòng ở bất trung như các tổ phụ mình. Chúng nó xỉa như cây cung sai lệch. Nhưng vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, dục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm. Khi Đức Chúa Trời nghe điều ấy bèn nổi giận, gớm ghiếc Israel quá đỗi, đến nỗi bỏ đền tạm tại Silo, tức là trại Ngài đã dựng giữa loài người. Phó sức lực Ngài bị dẫn tù và nộp vinh hiển Ngài vào tay cừu địch. Ngài cũng phó dân sự Ngài cho bị thanh gươm và nổi giận cùng cơ nghiệp mình. Lửa thiêu nuốt những gã trai trẻ họ, còn các nữ đồng trinh không có ai hát nghinh thú. Những thầy tế lễ họ bị gươm sa ngã, song các người quá bụa không than khóc. Bây giờ Chúa tỉnh thức như người khỏi giấc ngủ, khác nào kẻ mạnh dạn reo la vì cớ rượu. Ngài hãm đánh những kẻ cừu địch lui lại, làm cho chúng nó bị sỉ nhục đời đời. Vả lại, Ngài từ chối trại Joseph, cũng chẳng chọn chi phái Ephraim, bèn chọn chi phái Juda là núi Sion mà Ngài yêu mến. Ngài xây đền thánh Ngài giống như nơi rất cao, khác nào trái đất mà Ngài đã sáng lập đời đời. Ngài cũng chọn David là tôi tớ Ngài, bắt người từ các chuồng chiên. Ngài đem người khỏi bên các chiên cho bú, đặng người chăn giữ Gia-cốp là dân sự Ngài và Israel là cơ nghiệp Ngài. Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con. Để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.